test 5 cái máy body sáng đá gửi cho khách nha các bạn. Cái máy này mình test rồi. Đây, cái máy này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng. Điều đặc biệt của nó là các bạn có thể xây cái nắp bên trên này để các bạn điều chỉnh lượng phun lớn nhỏ. Đó. Rồi. Thì cái máy này nó có hai nút. Cái nút bên tay phải là nút hẹn giờ, cái nút bên tay trái là nút đèn. Các bạn bấm nút tay trái đầu tiên đó thì máy nó sẽ phun. Lộn, nút tay trái đầu tiên là đèn tự đổi màu, nút tay phải đầu tiên là phun 30 giây ngắt, 30 giây phun. Còn bấm nút bên tay phải lần nữa là phun 1 tiếng ngắt. Bấm cái nữa 3 tiếng ngắt. Bấm cái nữa là on, lần nào hết nút cho máy ngắt. Đây, máy phun rất là khỏe nha các bạn. Đèn tự đổi màu rất là đẹp nha. Này có loại có dòng của loại màu cam đó chứ các bạn. Màu cam thì bán rất là chạy. Màu cam nó lên đèn sáng hơn này nữa. Bên trong mỗi máy mình đều có để sách hướng dẫn sử dụng tiếng Việt bên trong, các bạn quên cách sử dụng thì các bạn có thể vô YouTube cảnh shop